em không biết nữa. Chắc là em đã yêu rồi. Em đã yêu. Người ấy là ai? Là một người xa lạ mà em mới gặp gỡ lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Làm sao vậy? Em yêu là có tội với không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm mắt mày. Gần gũi tất cả mà như dạng đi quanh sáng tình tâm anh
Thiên Kiều sống với nhau từ thuở ấu đến bây giờ. Nhưng nhân em rồi, anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Anh vừa sao? Anh vừa nói gì? Anh yêu em, yêu một người em máu mủ tình thân. Anh không vừa sao? Anh điên rồi, anh điên rồi không phải không? Phải, anh đã đến nhiều mười mấy năm ngang hoa mà chưa một lần để lâu lâu nay thì không còn gì nữa cả, khi em dám cho lần bôi xóa một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại trong trố tàn, anh không biết mình phải làm gì hơn nữa và cầu mong cho mình được chết. Dạ hết rồi anh hai, cảm ơn gia đình rất nhiều.